Bỏ độc bánh mì. Chùa sếp, con đang ở đâu? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Làm ơn mang con trai tôi về với tôi. Tôi sẽ làm thật nhiều việc thiện để tích đức. Phải rồi, hay là mình làm như thế? Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Những ngày sau đó, hôm nào bà Mary cũng để lại một ổ bánh mì bên cửa sổ cho những người không may cơ nhỡ. Và hôm nào, người đàn ông đó cũng đi qua, cầm lấy ổ bánh mì rồi nói lại câu nói đó. Việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Cái ông già này, người ta đã làm phước vậy mà không nói được một lời cảm ơn, còn nói những điều khó nghe đó. Cả tháng nay rồi, hắn ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ mình không cho ông ta lấy bánh mì nữa? Chắc chắn hôm nay hắn ta sẽ lại đến và lại nói những lời cay nghiệt đó. Mình sẽ làm cho hắn biến mất. Đây là ổ bánh mì đặc biệt dành cho ông đấy. Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Khoan đã, chiếc này bị cháy rồi, để tôi đổi cho ông chiếc khác. Mình đang làm gì thế này? Suýt chút nữa mình đã hại chết một mạng người rồi, mình điên rồi. Chủ sếp, con đang ở đâu? Mẹ thực sự đã nhớ con đến phát điên rồi. Mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ là để mong con quay về. Sao đến bây giờ con vẫn chưa về? Mẹ! Chủ sếp, mẹ có nằm mơ không? Chủ sếp, con trai của mẹ, con đã về rồi đây. Thời gian qua con đã ở đâu? Con có biết từ lúc con mất tích sau trận bão tuyết đó, ngày nào mẹ cũng mong chờ tin tức của con và cầu nguyện cho con trở về bình an không? Con được người ta cứu trong trận bão tuyết, nhưng bị thương nặng mãi mới hồi phục được. Con không cách nào liên lạc được với mẹ. Đến ngày bình phục, họ còn trang bị lương thực cho con để trở về. Nhưng không may giữa đường con bị bọn cướp lột sạch. Dù bị bỏ đói mấy ngày liền, nhưng con vẫn cố gắng đi tiếp. Khi khách nhà mình cả dặm đường, con đã gục ngã vì đói. Con nghĩ rằng mình đã bỏ mạng rồi, nhưng con đã gặp một người. Thấy con như vậy, ông ta đã cho con nguyên một ổ bánh mì ngon và một chút nước. Vì thế mà con mới có thể tiếp tục bước đi và trở về nhà gặp mẹ. Vậy sao? Người đó thật tốt bụng. Vâng, ông ấy còn nói một câu rất lạ. Cái gì mà việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Còn nói sao? Lẽ nào chính là ông ấy? Mẹ, mẹ biết ông ấy sao? À không. Trời ơi, nếu như mình không đổi lại ổ bánh mì có độc đó, thì biết đâu người trúng độc là con trai mình thì sao? Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không sao, con trở về là mừng rồi. Ông ấy nói đúng, việc xấu ta làm sẽ ở lại với ta, còn việc tốt ta làm sẽ trở lại với ta. Con hãy ghi nhớ rõ điều này. Dạ. Trong cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt để không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm mình. Chú chim hạnh phúc.
À kìa tí, nhanh chân lên, sắp muộn học rồi đấy. Ồ, các cậu cứ đi trước đi. Thôi, mình đi nhanh đi. Ừ, thế chúng tớ đi trước đây. Chán thật đấy, sao ngày nào cũng phải đi học chứ. Mình chẳng thích tí nào cả. Vào lớp hết rồi, giờ này đến lớp chưa bị thầy phạt vì không làm bài thì sẽ bị phạt vì đi muộn mất thôi. Hay là thôi đi, hôm nay trốn học thêm một buổi nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Thích quá. Phải thế này mới vui chứ, cứ ở trong trường học chán chết đi được. Ôi, giá mà mình cũng có cánh và được tự do như những chú chim kia, trông chơi suốt ngày sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu muốn làm chim thật ư? Ồ, một chú chim biết nói, chắc hẳn là chim thần rồi. Chim thần ơi, hãy giúp tôi với. Tôi rất muốn được thành một chú chim, có đôi cánh bay khắp nơi. Chứ làm trẻ con chán lắm, suốt ngày bị ép làm cái này, cái kia thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu. Vậy là mình đã thành chim, tha hồ bay lượn. Tất cả vạn vật đều ở dưới ta. Bạn của ta là nắng, là gió, là mây. Thích quá, từ giờ sẽ được tự do rong chơi rồi. Cảm ơn chim thần. Tuyệt quá, giờ mình sẽ bay thẳng đến vùng thảo nguyên xanh tươi tuyệt đẹp mới được. À, thích quá. Đúng là làm chim thật là hạnh phúc. Trốn nhanh thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Diều hâu tới kìa. Hả? Diều hâu ư? Mình biết trốn đâu bây giờ. Bay núp vào tán cây mau lên. Diều hâu đến rồi kìa. Nhanh lên. À, ui da, đau quá. Nguy hiểm quá. Ở nơi hoang dã cũng chẳng tốt gì. Thôi mình lại bay về làng sống cho yên bình vậy. Kia rồi, chỉ cần mình ở gần khu làng mạc thì chắc sẽ chẳng có chim ưng hay diều hâu gì đâu. Ôi, hoa nở đẹp quá. Hoa đẹp quá, thơm quá. Biết thế ngay từ đầu mình chả bay đến cái khu thảo nguyên làm gì cho mệt. Ở đây ngắm hoa thưởng cảnh là nhất rồi. À, chuyện gì thế này? Bắt được chim sơn ca rồi. Bắt được chim rồi. Cha cha, vậy là có thêm chim để nuôi rồi. Thả ta ra. Rồi mày sẽ quen thôi. Trời ơi, chẳng nhẽ số phận ta lại bị nhốt vào lòng thế này sao? Tưởng rằng làm chim sẽ được tự do, ai ngờ. Không được, phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái lòng chết tiệt này. Đúng rồi, chỗ cửa lòng. Cố lên nào. À, mèo, không, thả ta ra. Thả ta ra. Ta không muốn làm chim nữa. Muốn trở lại như xưa. Thả ta ra. À, thả ta ra. À, đây là à, ôi, ta trở lại thành người rồi. Thật là tuyệt. Thật là may mắn. Lúc nãy mới đáng sợ biết bao. Thà cứ là trẻ con ngoan ngoãn đến trường học tập chẳng tốt hơn sao? Ta thật dại dột. Là tí kìa, đúng cậu ấy rồi. Ra là cậu trốn học ở đây. Hôm nay cậu lại không đến trường. Thầy giáo lo lắng sợ cậu ốm, định sẽ đến thăm cậu đấy. Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Không phải xin lỗi chúng mình. Chúng mình vẫn chưa mắc thầy. Là sáng nay thấy cậu trên đường đến trường, nhưng cậu lại bỏ học đâu. Nếu cậu thấy hối hận thật rồi thì hãy đến tự xin lỗi với thầy đi. Ừ, giờ mình sẽ đi xin lỗi thầy. Vì đã trốn học. Và từ giờ mình sẽ không thế nữa đâu. Hóa ra là mình vẫn là tốt nhất. Cơ hội nảy sinh từ khó khăn. Nói ạ. Cha đã mất rồi. Anh em mình phải cùng nhau gánh vác, mở mang tiệm gốm của cha. Anh sẽ đảm nhận gánh vác cửa hàng ở đây. Nhà ta có mảnh đất trên con dốc cao khu bên cạnh. Anh muốn em ra đó mở cửa hàng gốm thứ hai. Em đừng lo, anh sẽ đưa tiền cho em mở cửa hàng. Mở nhỏ thôi, rồi có lãi. Dùng lãi đó mà mở rộng. Ở đó đường xá khó đi. Em sợ. Vậy mới cần đến sức trẻ và sự thông minh của chú chứ. Vâng, em xin nghe theo anh. Phải thế chứ. Cuối cùng thì cửa hàng cũng thuộc về ta.
Mở cửa hàng ở đây đã mấy tháng rồi mà chẳng có người mua. Tiền thì đã hết. Mời các bác vào mua đồ gốm sứ đi ạ. Toàn là hàng hảo hạng, tinh xảo và bền đẹp đấy. Không mua, không mua. Đang vừa khát vừa mệt thì chớ. Mau đi thôi. Chịu khó đi thêm mấy tiếng nữa sẽ tới trung tâm buôn bán. Tôi khát quá rồi. Đến phải đóng cửa hàng mất thôi. Mình thật có lỗi với cha. Này cậu ơi, chào cụ. Cụ muốn mua đồ gốm sứ có phải không ạ? Mời cụ vào. Xin lỗi cậu, tôi không mua đồ gốm. Thế tôi lên đây thăm người quen ở dốc bên kia kìa. Mà đi tới đây mệt quá, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một chút để chờ không? Dạ được ạ, cụ có thể ngồi ở đây thoải mái. Cháu cũng có người để nói chuyện. Hình như cửa hàng làm ăn không được tốt lắm thì phải. Tôi thấy đồ gốm cũng toàn loại tốt cả. Nhưng... Vâng, ở trên cái đỉnh dốc này cũng nhiều người qua lại đấy. Vì đi tiếp mấy nửa ngày đường nữa là trung tâm mua bán sầm uất rồi. Nhưng chẳng ai dừng chân để mua đồ gốm sứ cả cụ ạ. Cậu này, liền cho tôi xin cốc nước uống cho đỡ khát được không? Ấy chết, cháu quên mất. Cụ chờ cháu một lát ạ. Cháu mời cụ uống trà. Cảm ơn, cảm ơn. Chà chà, trà ngon, đựng trong bình đẹp thì còn gì bằng. Đồ gốm nhà cậu món gì cũng rất đẹp đấy. Giá như ai cũng nhìn thấy được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng đồ có đẹp đến mấy mà bán ở chỗ này thì không có khách mua là phải. Ở đây địa hình đồi núi, đi lên đi xuống tới đây, ai cũng đói, cũng khát. Người ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ ai quan tâm tới đồ gốm nữa. Dạ, ông nói đúng. Vậy cho nên cháu có mời chào thế nào cũng chẳng có ai vào xem hàng cả. Cháu đang định đóng cửa hàng đây cụ ạ. À, trà rất ngon. Khát mà được uống cốc trà đúng là tỉnh táo, khỏe khoắn cả người. Thêm nữa, ta muốn mua một bộ ấm chén như thế này, cậu có bán không? Dạ, bán chứ ạ. À, để cháu gói cẩn thận lại cho cụ. Cháu chào cụ. Lúc nào cụ về, mời cụ lại ghé cửa hàng cháu uống trà. Cảm ơn cậu. Chào cậu. Cuối cùng thì cũng bán được một bộ ấm chén. Chờ nhờ vào mấy chén nước. À, phải rồi. Sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Cửa hàng gốm của Satit ngày càng đông khách và mở rộng. Con dốc những tưởng là một trở ngại lớn lại trở thành một cơ hội lớn. Vậy mới thấy thành hay bại đều ở trong tay mình. Cuộc gọi nhỡ. Sao đấy? Chuyện luyện nhiều nó phải khác chứ. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi có việc. Em đi làm về chưa? Giờ mới xong việc mà mưa to quá à. Anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm. Em tự về nhé. Nhưng em... Lại gọi gì nữa đây? Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Thằng này, thế mà được đấy. Chuyện tiếp tục nào. Ba quý khách vừa gọi kịp thời liên lạc. Hai ông chơi tiếp đi, tôi ra nghỉ uống nước một chút. Em ơi, cho anh một ly nâu đá. Vâng ạ. Mới tắt máy có một lúc mà tin nhắn báo gọi nhỡ tới tấp thế này. Gọi gì mà khiếp vậy? Những 20 cuộc gọi nhỡ. Đã bảo là tự về đi mà còn gọi lắm thế. Vợ cậu gọi à? À vâng. Khổ thế đấy. Đi chơi có một lúc mà cũng không yên thân. Sao cậu không nghe máy mà để cô ấy gọi nhiều thế? Có việc gì đâu ạ. Đang chơi vui mà cứ bắt về, nên cháu tắt máy đi. Phiền lắm chú ơi. Cậu sướng thật đấy. Tôi chỉ mong có người gọi về mà không được. Có gì mà sướng ạ. Chú mới sướng vì vợ không gọi ấy chứ.
Vợ tôi mất rồi. Xin lỗi chú, cháu... Lần đó cũng vì tôi nãy chơi, nên khi vợ tôi gọi điện tới, nói đón cô ấy từ nhà ngoại về. Anh đang bận lắm, em tự về nhé. Nhưng em thấy chóng mặt và mệt lắm anh à. Em bắt taxi mà về. Tôi đã tắt máy một cách lạnh lùng. Đến khi cuộc nhậu đã tàn, tôi nhận được một cú điện thoại. Sao cơ? Vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện à? Hôm đó trời mưa to, vợ tôi bị cảm, nhưng cô ấy vẫn cố đi xe về. Vợ tôi bị ngất ngoài đường, rồi ngấm nước mưa, nên đã đột quỵ và ra đi mãi. Giá như hôm đó tôi không tắt máy về đón cô ấy thì mọi chuyện đã khác. Giờ mới xong việc mà mưa to quá, anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm, em tự về nhé. Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Xin lỗi chú, cháu có việc đột xuất phải đi đây. Sao mãi không nghe điện thoại thế này? Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Alo. Em à, em đang ở đâu đấy? Em vẫn đang đứng trước cửa công ty đây. Anh giỏi nhỉ, giờ mới chịu bật máy hả? Em đã nói là em mệt, không về được còn gì. Đời rồi, anh xin lỗi. Em chờ anh nhé. Anh tới đón em bây giờ đi. Lát về em muốn phạt anh thế nào cũng được. Câu chuyện bốn mùa. Mọi người cũng đã tới cả rồi. Dạ hội đầu năm thật tưng bừng quá. Kìa chị Xuân, chị tới rồi. Trông chị thật rực rỡ và xinh đẹp. Chào chị Hạ và chị Thu, các chị cũng đến rồi. Ừ, chúng ta cùng nhau vào dự hội thôi. Chờ chút, còn em Đông chưa tới mà. Ừ ha. Chào các nàng tiên Xuân, Hạ, Thu. Ồ, còn nàng Đông đâu rồi? Chúng tôi cũng đang đợi em ấy đây. Năm nào cô ấy cũng đến sau cùng, tính tình lề mề quá. Đúng vậy đó. Thôi, chúng ta vào trước đi, đợi cô ấy làm gì? Nè, sao mọi người lại vội thế? Em Đông cũng là chị em với chúng ta mà, đâu thể đi dạ hội mà thiếu em ấy được. Chị Gió, chị cứ vào trước đi, chúng tôi sẽ đợi em ấy cùng vào sau. Được rồi, tôi vào trước nha. Cô Đông đến rồi kìa. Ôi, lạnh lẽo quá, đừng có lại gần. Ừ, đứng xa ra. May quá, cuối cùng thì mùa xuân cũng đến rồi. Chào các chị, em đến muộn một chút. Không sao, chúng ta cùng vào hội thôi. Vâng ạ. Chị Xuân ơi, chị hẳn là người sung sướng nhất đó. Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Cảm ơn em, nhưng thật ra cũng phải có nắng của em Hạ thì cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè, có phải không nào? Vậy mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rước đèn, phá cổ, có những ngày trẻ em háo hức, hồ hởi khai trường. Kìa em Đông, sao trông em buồn bã vậy? Có chuyện gì à? Các chị ai cũng được mọi người yêu quý. Chỉ có mỗi em là mùa đông lạnh lẽo, điều hiu, không được ai yêu quý. Nàng tiên mùa đông, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Chúng con chào bà chúa đất. Chào các con, ta đã nghe được câu chuyện vừa rồi của các con. Ta rất mừng là các con cũng đã hiểu được rằng mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt, Hạ cho trái ngọt, hoa thơm.
Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn con, mùa đông à, ai mà ghét con được? Con hãy nhìn xem. Phải có con mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong mền, sao lại có người không thích con được? Cái lạnh của mùa đông khiến con người ta xích lại gần hơn, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn. Mùa đông cũng có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các con thấy đó, một năm bốn mùa luân chuyển. Mùa đào cũng có những nét riêng của mình, đất trời, vạn vật không thể thiếu mùa đào được. Là vậy sao? Bà chú đất nói đúng quá, bốn mùa chúng ta mỗi người một vẻ, không thể thiếu nhau được. Đào, các con của ta, buổi dạ hội đánh dấu một năm kết thúc. Mùa đông đã làm việc rất chăm chỉ, giờ là lúc con nghỉ ngơi rồi. Hãy để mùa xuân bắt đầu một năm mới, bắt đầu một mùa đâm chồi nảy lộc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.